Dạ vâng, lời đầu tiên thì em cảm ơn anh đã tham dự với buổi phỏng vấn của chúng em ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà em muốn đặt ra cho mình là trước hết thì mình có thể giới thiệu bản thân một chút cho em cũng như là toàn thể các bạn đang xem phỏng vấn được biết rõ hơn về mình được không ạ? Em là Bình, họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Bình ạ. Em sinh năm 2004 và hiện tại đang ở Trường Mỹ. Em thì có tìm hiểu qua bên trung tâm, qua vài trang web ở trên mạng và trên Facebook được có nhiều group được mọi người giới thiệu nên là cũng biết đến trung tâm một chút thông tin ạ. À dạ vâng, vậy thì không biết rằng là trước khi học tại Học viện IT thì bạn đã từng làm công việc gì hay là học tại đâu trước đó liên quan đến lĩnh vực sửa chữa laptop chưa nhỉ? Trước khi ra trường thì em chưa có tham gia vào trong lĩnh vực này, nhưng mà sau khi ra trường thì em thường là đi phụ gia đình và làm lông ở nhà đó. Dạ vâng, thì đúng là cơ duyên để đưa chúng ta tới cái lĩnh vực này rồi. Vậy thì không biết rằng là mình có thể chia sẻ một chút về tại sao bạn lại quyết định theo học và định hướng để trở thành một kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong tương lai này được không ạ? Em muốn tìm một công việc ổn định cho tương lai của mình và có thể nuôi sống được gia đình. Cũng như là em cũng có một niềm đam mê với laptop và PC. Dạ vâng, bắt đầu từ nguồn đam mê và sau đó thì mình cũng mong muốn tìm kiếm một công việc để có thể phụ giúp gia đình thêm đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ, không biết bạn có thể chia sẻ một lời chúc cũng như gửi một lời nhắn nhủ tới toàn thể các bạn trẻ mà còn đang loay hoay trong việc tìm kiếm nghề nghiệp sau này được không ạ? Em không có lời chúc nào hoàn mỹ cả, chỉ có xin chúc tất cả mọi người sẽ thành công trên ước mơ và con đường của mình lựa chọn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham dự buổi phỏng vấn của chúng em ngày hôm nay ạ.